Hello, VNExpress. Thank you so much for having me. You realize, you understand, oh, that's why that happened, and it's made me a better person. Trong cuộc sống thì có nhiều lúc mình gặp những trắc trở. If there's a song that maybe might feel special for tonight. Tôi muốn nói là tôi rất là yêu thích âm nhạc và các âm nhạc của tôi là phần âm nhạc tôi sáng tác. Tôi đến từ một Devin, what's your turban look like? Oh, I'm sorry.